Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của Duy Định AutoWatt Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì đồng hồ Duy Định gửi tới cho toàn thể quý vị và các bác đang theo dõi video này à, Một trong những mẫu sản phẩm đến từ phiên bản nhà mang phong cách dây da thì nó sẽ đi kèm với phiên bản hộp dài đó, Và bên cạnh đó thì Duy Định sẽ có một cái thẻ bảo hành của đồng hồ Duy Định AutoWatt gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn có thể tham khảo Trong tất cả những mẫu sản phẩm khi mà các bác nhận hàng sẽ kèm một phiếu cam kết chính hãng có hóa đơn và một thẻ bảo hành của dự định Audugat đồng hồ nhật và sẽ có những thông tin cũng như là những cái chính sách bảo hành bên ở mặt sau để các bác có thể uh, tham khảo và khi các bác nhận hàng sẽ nhận được đầy đủ thông tin giấy tờ về những mẫu sản phẩm mà bên em gửi tới tay cho các bác và trong video ngày hôm nay sẽ gửi tới cho các bác với ba mẫu sản phẩm mang phong cách dây da nó sẽ đi kèm với phiên bản hộp dài của Oran và mức giá thì rất là tuyệt vời trong thời điểm hiện tại với mẫu sản phẩm đầu tiên chúng ta sẽ có một dòng Oran và thuộc phiên bản Symphony với chiếc này thì nó mang lại cho anh em một cái phong cách thiết kế rất là trẻ trung và nó có được trang bị với một cái ô lịch ngày góc 3 giờ là dòng 3 kim một lịch rất là thanh lịch và nó sở hữu cái phiên bản này là mặt trắng đi kèm với viền vàng rất là sang trọng kết hợp với đó thì sẽ có là dây da và hiện tại thì chiếc này dự định cũng có săn về được từ thị trường Nhật Bản để cho anh em có thể cân đối và tham khảo với một cái mã số thẻ tác của Nhật. Đó chính là Razer AC0F04S, mức giá retail của hãng Nhật là 28.600 yên và mức giá tại thị trường Việt Nam thì khoảng 6 triệu. À, hiện tại thì với cái mẫu sản phẩm này nó giữ cho anh em một cái thiết kế cũng khá là sang trọng và lịch lãm và sẽ có cho các bác một cái sự trải nghiệm máy cơ đời cao, rất là tốt và xịn sò cái dòng máy của Orange Symphony Gen 3 này thì đang có trang bị là một cái đầu máy đuổi cao cụ thể là dòng máy F6722 với 22 chân kính và chúng ta sẽ có cỗ máy này được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản độ chống nước 53 rất thoải mái cho anh em có thể đi mưa rửa tay và sử dụng với nước hàng ngày à, cái phù hợp với cái mẫu sản phẩm này đó chính là nó có được kết hợp với một phiên bản dây da màu nâu dập vân cá sấu như thế này đó, và chúng ta sẽ có kết hợp với đó là khóa xiên đơn, có logo của orange rất là sang trọng và thanh lịch. Bản này thì mang cho chúng ta cái thiết kế nhỏ nhắn, dễ đeo, phù hợp cho các bác chu vi của tay vừa và nhỏ. Size chính xác của sản phẩm là size 41, chiều dày mặt số là 11.8 các bác nhé. Rất phù hợp cho anh em chu vi của tay khoảng 15-16, vì phần uh, simoni cái càng của nó khá là ngắn và gọn gàng. Uh, phù hợp cho anh em có chu vi của tay vừa và nhỏ nên tay thì rất là đẹp và ưng ý phần tay càng được thiết kế là càng gãy và góc 3 giờ sẽ có núm chỉnh của Orasta là hai chú sư tử à, với cái bản máy của dòng này là một cỗ máy đời cao có trang bị có tay và có cả dừng kim dây khi chỉnh giờ còn vẻ đẹp trên mặt số của sản phẩm nó sẽ có cho các bác là mặt số trải tia mang hiệu ứng màu sắc khá đẹp và kèm với đó chúng ta sẽ có cọc số được mạng PVD màu vàng thân vỏ thì toàn bộ đều được mạng PVD và chúng ta sẽ giữ được cái vẻ sang trọng trên dòng Simoni cực kỳ cao kim kiếm vót nhọn góc 12 giờ sẽ có logo hiện tại thì bộ máy của dòng Simoni Gen 3 đang trang bị một bộ kính khoáng các bác nhé nó sẽ có bộ kính khoáng chống xước chống và đập nhẹ cho anh em trong quá trình sử dụng và hiện tại thì cỗ máy này của chúng ta là máy mới 100% hoàn toàn đầy đủ hộp sổ giấy tờ và hiện tại thì bên em săn về được mức giá cho toàn thể quý vị và các bác là 3 triệu 800 ngàn với cỗ máy đời cao và xịn sò cũng như là với cái bảng sách tay thì sẽ có mức giá rất là cân đối và hợp lý hơn so với những phiên bản thường và các bác quan tâm đến mẫu sản phẩm này thì bên em cũng có để số điện thoại ở góc trái màn hình à, các bác có thể gọi điện à, nhắn tin zalo để được tư vấn và hỗ trợ mức giá hợp lý hơn có thể à, với sản phẩm số 2 thì chúng ta sẽ có một cái phong cách thiết kế của dòng Orange Mexican vẫn giữ phong cách là dây da đi kèm với phiên bản hộp dài nội địa của Nhật Bản ở chiếc này thì nó vẫn giữ được cho anh em một cái phong cách thiết kế trẻ trung thanh lịch và phù hợp với mọi lứa tuổi thì các bác có thể sở hữu cái sang chiếc này nó có thiết kế nụ cơ ở vị trí góc 9 giờ nó vẫn giữ cho anh em một cái bản máy đến từ Oras Moshiken và chúng ta sẽ có mã số là RA AR0004S10B và chúng ta sẽ có một trong những phong cách thiết kế đến từ nhà Oran rất là trẻ trung Thứ nhất là chúng ta sẽ có mặt trắng chảy tia và đi kèm với toàn bộ cọc số cũng được thiết kế bo vát dạng cọc kim cương. Và hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế kim dây đặc trưng của dòng ở vị trí góc 6 giờ mang cho chúng ta một cái sự kết nối với ô cửa sổ ở tim của góc 9 giờ. và nó tạo hình cho chúng ta thành hình số 8. À, với cái dòng sim, à, với cái dòng small second các bác sẽ có là kính sapphire chống xước tuyệt đối và sai mặt số của dòng này chỉ là size 41 nó bằng với sai mặt số của dòng symphony các bác nhé à, vẫn phù hợp cho các bác cổ tay khoảng 16 to to một chút lên tay thì cực kỳ đẹp và nó sẽ đi kèm với một bộ dây da dầu vân cá sấu màu đen thường với bản màu trắng của chúng ta sẽ có kết hợp với màu đen các bác nhé à, và đi kèm với khóa xiên đơn màu trắng bạc cùng tông màu với thân vỏ hiện tại thì chiếc này vẫn nằm tình trạng máy mới 100% đầy đủ hộp sổ cũng như là giấy tờ đi kèm à, uh, riêng bản small second là bản máy của chúng ta có trang bị kính sapphire chống sức tuyệt đối và hoàn toàn còn uh, về cỗ máy mặt sau thì các bác sẽ có một cái đầu máy là f6 s22 với 24 chân kính uh, khả năng kháng nước của sản phẩm là 53 thép không dỉ kính sapphire cỗ máy thì có đầy đủ các cái thông tin ở trong bố văng cỗ máy sử dụng tần số là 21.600 và đây là phiên bản máy cơ tự động có hỗ trợ có tay ở vị trí núm chảy này và có hacking stop là dừng kim dây khi chỉnh giờ ở vị trí góc núm chỉnh 3 giờ thì cũng có logo của Orange Star hai chú sư tử và phiên bản này thì chúng ta đang có phiên bản thiết kế mặt trắng trải tia ngoài ra thì bên em cũng có nhiều màu khác ví dụ như mặt lâu cà phê mặt trắng đường mi vàng đó là những cái bản màu màu đen màu xanh cho các bác có thể tham khảo đủ các bản màu của dòng Small Chicken à với sản phẩm cuối cùng thì chúng ta sẽ có đến một chiếc thuộc dòng Orend Sanen Moon Gen 3. Chiếc này thì vẫn giữ cho anh em, đó chính là phiên bản dây da đi kèm với hộp dài. Và chúng ta sẽ có mang một cái phong cách thiết kế của dòng Sanen Moon rất là đẹp. Và hiện tại thì đối với cái dòng Sanen Moon mà có cái sự hoàn thiện và trao chuốt hoàn thiện tốt nhất của phân khúc, đó chính là chỉ có Gen 3 và Gen 4 thì đối với hai phiên bản này nó sẽ có đi kèm cho anh em là một bộ khóa bướm chống gãy dây kép đúc không gì và chúng ta sẽ có thêm một bộ kính sapphire vò cực kỳ đẹp thân vỏ thì sẽ được hoàn thiện đánh phay bóng rất là gọn gàng với càng lớn và được thiết kế cong ôm theo cổ tay và chúng ta sẽ có một bộ dây rất là dày dặn và có một bộ dây dập vân cá sấu chính hãng của Oran đối với dòng Gen 3 đó là hai cái sự thiết kế tỉ mỉ và khác biệt so với những phiên bản còn lại đó chính là gen 3, gen 4. thì với chiếc trong video ngày hôm nay sẽ có cho anh em là một chiếc phiên bản gen 3, mặt trắng, thân vỏ vàng và sẽ có sự kết hợp rất là đẹp và ăn ý trên mặt số đối với dòng gen 3. Thì hiện tại chiếc này vẫn có một chiếc nhật nội địa Min Japan, một cỗ máy nội địa kính sapphire. chúng ta sẽ có mã số để các bác có thể tiện tra cứu Google, đó chính là raak 007 s 00 c mặt trắng, thân vỏ vàng. Và đối với dòng Sanamun Gen 3 kích thước mặt số cũng hơi to các bác cần cổ tay khoảng lớn lớn một chút các bác nhé các bác tầm khoảng 65 đến 70 cân đeo cực kỳ đẹp chiếc này thì size mặt là 42.5 và nó đi kèm với khóa bướm chống gập thế nên là cần một cái cổ tay to hơn một chút là tay 16 thì cũng có thể đeo được tuy nhiên thì tay đẹp nhất là tay 16 năm hoặc là 17 thì các bác có thể cân đối và tham khảo nhé hai cái bảng uh, Sun Moon Gen 3 và Gen 4 thì kích thước mặt nó cũng hơi to phù hợp cho các bác cổ tay lớn một chút quay trở lại thì chiếc này nó sẽ có mặt trắng cọc số và phần kim sẽ có tông màu ngược lại nó chính là màu vàng à, màu đen em xin lỗi là màu đen và nó kết hợp với vỏ vàng và với cỗ máy của dòng uh, Sanemon Sanemun Gen 3 thì sẽ cũng có một cỗ máy đời khá cao cụ thể là dòng máy F6B24 có 22 chân kính và chúng ta cũng có tần số dao động của dòng này là 21.600 độ chưa có tối đa là 40 giờ và với bản Sanamun Gen 3 thì có độ kháng nước khá cao đó chính là 53 tương đương với 50 mét nước rất là thoải mái cho anh em có thể đi mưa rửa tay tình trạng của sản phẩm là một cỗ máy mới đầy đủ hộp sổ cũng như là những cái giấy tờ đi kèm phiếu cam kết và sẽ có cho anh em là một bản mini Japan mức giá trong thời điểm hiện tại thì rất là tốt cho cái phiên bản Gen 3 các bác quan tâm thì trong thời điểm này thì em có mức giá để lại cho anh em chỉ là 6 triệu đồng và nếu mà các bác mua cái sản phẩm này ở trong hãng hoặc là tham khảo ở hãng đang có mức giá niêm yết là 12 triệu và đợt này bên em giảm giá cực kỳ tốt cũng như là mua ở thị trường Nhật Bản về có một bản sách tay order cho anh em trong cái tầm giá là 6 triệu đồng các bác quan tâm thì có thể liên hệ với dự định qua số hotline 086 214 8486 để được tư vấn và hỗ trợ về những cái mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản Uh, và trong video ngày hôm nay thì bên em cũng gửi tới cho anh em với ba mẫu sản phẩm đến từ nhà Oran phiên bản dây da. Và các bác quan tâm thì rất mong anh em ủng hộ duy định bằng cách là đăng ký kênh, like, share cái video này để bên em sẽ có nhiều những cái video chất lượng hơn, có nhiều mẫu mã giá thành hợp lý hơn để các bác có thể tiện theo dõi. Cũng như là khi mà anh em đăng ký kênh có thể nhận được thông báo để cập nhật những cái video tiếp theo trong uh, điện thoại hoặc là trên màn hình tivi của các bác một cách nhanh và sớm nhất để tránh những trôi những cái video uh, mà mình em có cái mẫu mã và sản phẩm chất lượng uh, rất vui được anh em ủng hộ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo